Rồi chào các bạn nha. À, điện thoại Samsung của mình vừa mới có cái thông báo ở trên ứng dụng Zalo và các bạn thấy là cái biểu tượng của Zalo cũng như là kèm theo cái hiệu ứng tuyết rơi nó đã hiển thị khắp màn hình. Và với những cái ứng dụng khác nhau thì nó sẽ có cái logo của cái ứng dụng đó, nó sẽ hiển thị và nó sẽ có những cái hiệu ứng khác nhau. Nó thông báo cho mình biết là mình đang có một cái phần thông báo của một cái ứng dụng nào đó ở trên điện thoại. Và nếu như các bạn đang sở hữu những chiếc điện thoại Samsung và cũng muốn có những cái hiệu ứng thông báo đẹp như của mình thì mình sẽ chỉ cho các bạn chúng ta có thể là làm được nha. Đầu tiên thì với những chiếc điện thoại Samsung, các bạn vào cái phần là Galaxy Store, các bạn tải cho mình cái ứng dụng Woodlock. Thì với cái ứng dụng này thì các bạn không còn xa lạ gì, trên kênh của mình đã có rất nhiều những cái nội dung video về cái ứng dụng này. Thì sau khi các bạn tải cái ứng dụng Woodlock về, các bạn sẽ mở ứng dụng này lên và các bạn sẽ tải thêm cái phần có tên là S Lighting. Các bạn mở cái phần này lên ở trong phần Woodlock. Tiếp theo thì các bạn là nếu nó đang tắt như thế này, các bạn cần phải bật lên và các bạn sẽ bật cái phần là Show app icon này lên và chọn nó cái phần là set custom style. Ở đây các bạn sẽ chọn vào cái phần biểu tượng mà các bạn muốn hiển thị như là hình bông hoa, hình trái tim hoặc là hình ngôi sao như thế này. Bên này là các bạn sẽ có cái phần màu sắc, các bạn sẽ chọn những cái màu sắc mà các bạn yêu thích cho nó hiển thị. Ví dụ đây mình sẽ chọn là màu đỏ. Và cuối cùng là các bạn sẽ chọn cái hiệu ứng để nó xuất hiện. Ví dụ như là ở đoạn đầu video là mình chọn hiệu ứng là tuyết rơi thì các bạn có thể là chọn hiệu ứng hạt mưa hoặc là bóng mây hoặc là ngôi sao như thế này hoặc là những cái hình trái tim nó nở như thế này. Đây mình sẽ chọn cái hiệu ứng là giọt mưa nha, sau đó mình chọn là phần đôn. Rồi bây giờ thì mình sẽ tắt màn hình đi và mình sẽ nhắn một tin nhắn. Cái hiệu ứng hạt mưa nó sẽ đổ trên màn hình như thế này và với bất kỳ một cái ứng dụng nào thì cái icon của cái ứng dụng đó nó sẽ xuất hiện nha. Rồi và ở đây mình sẽ có một cái lưu ý nhỏ nhỏ, đó là những bạn nào mà khi mà làm theo cái video này của mình không có cái phần hiển thị thông báo nó ở bên ngoài màn hình khóa khi các bạn tắt màn hình thì các bạn sẽ làm một cái bước nữa cho mình, đó là các bạn vào phần cài đặt. Các bạn tìm đến cái mục là thông báo. Các bạn cần phải bật cái phần là thông báo trên màn hình khóa lên, nếu cái phần này nó đang bị tắt đi thì nó sẽ không hiển thị các bạn nhé. Đây mình sẽ gửi lại cho các bạn xem. Đó, thì khi cái phần này nó tắt đi thì các bạn sẽ làm theo cái bước của mình thì nó sẽ không hiển thị. Mà các bạn cần phải vào cái phần thông báo, các bạn bật cái phần thông báo ở trên màn hình khóa lên thì lúc này điện thoại các bạn nó mới hiển thị cái phần thông báo. Các bạn chọn là phần thông báo trên màn hình khóa, các bạn bật cái phần này lên và các bạn chọn là phần là hiển thị nội dung. Bây giờ các bạn quay trở lại. Rồi. Lúc này thì các bạn sẽ có những cái hiệu ứng cực kỳ đẹp như thế này mỗi khi các bạn có thông báo của những ứng dụng ở trên điện thoại nha.